quay lưng bỏ đi, mang theo hết những gì vàng, những phút đam mê này còn đâu. Đành ra đi thật sao khi bóng tôi còn đây, chơi với mình em tìm đau số. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào, sao anh bỏ em tình ấm êm, sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng, tình đắng với em là trái tim. Lê Hữu với Linh em kính chào cô chú anh chị ạ. Đừng quên lì xì chia sẻ cho hai anh em nhá. Bật rồi. Lấy mic nào, bỏ đi. Hey, you ready? Em chào cả nhà yêu, chào cô chú và chào anh chị ạ. Chúc cả nhà yêu có một sức khỏe thật là tốt nhá. Kéo lại chuyện lên ai chị ơi. Nó cao mà hey. Còn lại gì hơi anh, lời yêu rời xa trái tim, tình mình là thế sao, người lạnh cấm một trái tim. Không như nụ hoa que sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son, không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh, không như người ta dành cho anh. Quay lưng bỏ đi, mang theo hết những gì vàng, những phút đam mê này còn đâu. Anh ra đi thật sao, một lần nữa Lê Hiếu và Linh em kính chúc cô chú và anh chị sẽ có một sức khỏe là tốt, và đừng quên là lì xì chia sẻ cho hai anh em ở trong cái live stream này nhá. Cảm ơn anh chị. Mệt phụ không? Ok. Quẩy nào, quẩy lên nào anh chị ơi, này giọng đuối đuối quá. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Bây giờ tan theo khói sương, này người tình hỡi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không,
bên tình nhân êm ấm. Xin anh lạnh lẽo đơn côi, coi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Xin chào chị Ngô Lý. Cảm ơn chị Giang Võ nha. Còn lại một mình chị ơi. Sao em lặng lẽ ra đi, cho tình tôi nhức nhối. Bao năm hạnh phúc bên nhau, bây giờ tan theo khói sương. Này người tình hỡi, những lúc anh về, lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không, bên thịt kho sao muống. Riêng anh lạnh lẽo đơn côi, coi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Cảm ơn anh chị nhá. Yêu cầu bài hát luôn đi nào. Thịt bò rau muống. Thịt bò rau muống hả? Hiểu anh chị luôn. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ không để anh chị đợi lâu nữa, một ca khúc thịt kho rau muống tới luôn rồi ạ. Câu nói đó là đáng yêu luôn. Thịt kho rau muống. Đèn ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn, thấy anh tự nhiên thảnh thơi. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó. Ngày mùng hai có ai đi anh ơi anh ở đâu. Em mang châu cầu em qua rước dâu luôn. Mai đây ta sang dầu quá xa to thịt kho rau muống. Chị, một ca khúc rất là dễ thương đúng không mọi người? Chị ạ. Cực kỳ dễ thương luôn. Mà đang rất là hit luôn. Anh chị nào mà yêu thích hai anh em thì lì xì cho anh em một lượt chia sẻ. Và yêu cầu những ca khúc mà các anh chị thích nha các anh chị. Cho Yến ra hát đi, giờ này không phải giờ làm việc của Yến. Muốn có Yến thì phải đúng giờ, đúng khung giờ thì mới thấy sự xuất hiện của Yến được anh chị ơi. Bên chỗ em đã làm việc là đúng khung giờ phát sóng thì mới gặp được các anh chị. Dạ, bài này là bài Rồi Tới Luôn, thịt kho rau muống các anh chị. Các anh chị yêu cầu đi. Cà tưng. Uống collagen viên tháng thứ mấy thì có tác dụng hả? Tùy theo làn da của mình. Có người ấy thì hộp thứ ba, có người thì hộp thứ hai. Tại vì nó có công dụng làm đẹp da từ bên trong ra ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào mà các anh chị của mình nhìn thấy mà nó đẹp liền được đâu mọi người. Phải từ từ cái thời gian thì nó mới có thể có tác dụng được ha. Nếu như mà mình muốn đẹp nhanh hơn nữa, đẹp hiệu quả hơn thì các anh chị nên sử dụng collagen sủi bên em thì sẽ đạt hiệu quả cao và nhanh hơn, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy mắt thương được nhiều hơn ạ. Số cái này được khen nhiều quá hả? Đến nói chị ơi, nhạc này cho tôi hết chưa?
chào Đẹp Phạm, chào Thanh Nguyên. Hello, chào Thanh Nguyên nha. Cảm ơn. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng. Bên hiên nhà nàng. Lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng. Em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài. Một mình sinh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi sát trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thần tiên. Dù mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hờ hững so nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đích ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Trái xinh ơi, gái đẹp đâu rồi ạ? Nhà tôi là xinh sối là 1.1 triệu một hộp chị ơi. Sale 30% còn 760.000 hả? 760.000, xin cảm ơn Loan Hoàng ạ. Chào Ngọc Duyên nha. Xinh. Này hay quá. Cảm ơn chị Huy Hoa nha. Cảm ơn Ngọc Lê. Cảm ơn Diệp Võ. Cảm ơn Giang Võ. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng. Bên hiên nhà nàng. Lòng thầm mong một ánh mắt thật thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng. Em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Cảm ơn cả tất cả. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài. Em từng không nổi anh ơi. Một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi sát trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Hay quá. Mặc cho thời gian hờ hững so nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ bay trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Nhớ chứ. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây cùng nhau. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hờ hững xóa nhau mãi đâu. Hey! Chuyện tình yêu
rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Hello anh Thành nhá. Hello chị Hà Lê ạ. Ok Hoàng Thị Thanh Thúy. Thank you chị Phương Hoàng ạ. Thanh Thúy. Bài đó mình không biết hát. Bài đó không biết hát rồi. Dạ anh chào anh Phúc Dương. Cảm ơn anh chị ạ. Chào anh. Chào mấy anh mấy chị của em nha. Cái bài đó thì mình không có biết hát rồi Thanh Thúy ơi. Thanh Thúy ơi, chắc là mình sẽ hát bài khác tặng cho bạn được không? Cảm ơn cả nhà. Yêu cầu bài hát nhiệt tình hơn nữa. Nếu như bài nào mà tụi em hát được thì sẽ cố gắng phục vụ cho các anh chị của mình. Còn bài nào không hát được thì anh chị của chú phải, cho anh cho em gặp thêm chút đi. Bỏ qua cho em nghe. Au. Xin chào chị Hòa. Hello chị Hòa Lê. Hôm qua nó bị mất beat rồi đó. Mình đã tìm có chưa? Để nghĩ là tôn nữ mới được. Chưa. Mất rồi anh mình ơi. Chán thế nhở, hay ạ. Bầu trời bình yên. Bộ uống nhờ. Dáng em đi Linh ơi. Yêu cầu nhiều. Ok dáng em xíu nữa em hát nha. Cái này anh mình yêu cầu về vùng trời bình yên rồi. Khát khao trong tim tháng ngày, theo mưa rơi lạnh căm, từ đêm linh nghe xót xa anh ơi có hay? Giữa bóng tối chập trùng, tình anh giữa giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dìu anh qua đắng cay. Xua mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng. Đang nghe ca khúc Vùng Trời Bình Yên ạ. Bài này thu chưa? Let's go. Mây lang thang buồn trôi, đàn bà nữ tử khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lại ngắm, từng đêm em nghe xót xa. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn màn đùa là lời đàm mưa.
chị Nam Phúc nhá. Dạ mấy chị nào muốn mua mic thì nhắn tin vào giùm em nha mọi người. Anh chị cô chú nào muốn mua mic thì nhắn tin vào giùm em à. Cho anh ta hát với, sao em dành hết hát hết vậy? Em xin lỗi, anh xin lỗi chị. Mỗi người hát bài mà. Em xin lỗi thôi, anh hát đi. Anh nhá. Anh hát đi. Để sao lại nói em như chị? Sao lại quát em như thế? Em không thích ai quát em đâu. Dạ, cảm ơn anh chị. Mic thì nhắn tin giùm em nha mọi người ơi. Nhắn tin vào sẽ có kỹ thuật mic tư vấn nha. Nha. Mic nhiêu tiền thì nhắn tin vào anh ơi. Rồi tới luôn, anh hát rồi à. Ok, còn lại bọn mình xíu nữa anh hát thôi. Đi về đâu người ơi, về đâu, đến đây làm chi giờ đây? Em vô tình quay gót đành, hứa thật nhiều, thất thứ thì cũng thật nhiều. Nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi, ngồi đây ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn vây kín. Đành... Ta có thể mở ra pha với lại sữa hoặc là nước cho bé uống thì cực kỳ là dễ sử dụng. Thành phần chính của tăng cân bên em gồm như là bột ngũ cốc, bột cao phục linh, bột mầm lúa mạch, cao đinh lăng, cao mã đề và bột tảo xoắn. Thảo mộc hỗ trợ sức khỏe, không phải là thuốc, xin nhắc lại không phải thuốc ạ. Và hoàn toàn cái sản phẩm của em khi mà giao đến cho các anh chị mình sẽ được hoàn toàn miễn phí vận chuyển nha các anh chị. Không tính tiền ship, không tính tiền vận chuyển, nhận hàng có quyền mở hàng kiểm tra. Giao hàng nhanh nhất là 2 ngày, chậm nhất là 3 ngày sẽ nhận được hàng. Và ngày thứ 4, ngày thứ 5 là trễ đơn hàng, vào để lại số điện thoại cho em. Để lại số điện thoại ạ. Dạ, trẻ từ 7 tuổi, đúng rồi. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được sản phẩm bên em. Vì đây nó chỉ là thảo mộc thôi, chứ nó không phải là thuốc. Chúng ta sẽ không lo về vấn đề mập nước hay là tích nước đâu ạ. Rồi tới luôn, bé Linh hát lúc đầu rồi chị yêu ơi. Hai hộp xin cảm ơn Kim Ngân. Nếu như mà anh chị nào mà thích bé Linh hát bài đó thì cả nhà có thể lên trên YouTube nghe ủng hộ cho bé Linh ha mọi người. Bên em thì anh chị nhà em thì ai cũng có kênh YouTube riêng và mỗi người đều có đăng những cái bài hát lên trên đó. Cả nhà có thích thì có thể lên trên đó ủng hộ tụi em. Hello Hoàng Liễu ạ. Huyền Vũ, hello chị yêu nha. Cảm ơn anh Đạt nè. Cảm ơn ạ. 350 một hộp tăng cân thôi, một liệu trình hai hộp là 600.000. Mua hàng thì để lại số điện thoại trực tiếp cho em, sẽ có chuyên viên tư vấn gọi cho mình. Số hotline đang chạy trên màn hình là 0888881111 là số tứ quý bên em nha các anh chị, là số chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi cho các anh chị. Cảm ơn chị Yến Thi ạ. Cảm ơn chị xinh đẹp. Cảm ơn, hello chị Lê Thị Nhâm ạ. Linh ơi, dạ Linh nghe. Ai kêu Linh đó thì có mặt Linh này. À, cảm ơn anh trai Đạt Phạm ạ. Biết chừng nào mới được là ăn dâu Đà Lạt ta. Thích chân thật cứ ghép hình nhìn mấy bạn nhòe lắm. Dạ. Tại vì ghép những cái hình này vào thì nó thay đổi được hơn, nó đẹp hơn. Và tụi em thay đổi được nhiều hình nền và lạ mắt cho các anh chị hơn. Chứ nếu mà để một nền thì nó rất là bị xấu một màu á anh chị. Bến đợi đò và đó mình không biết hát rồi. Lê Nghị xin cảm ơn ạ. Ai cần tư vấn không để lại số điện thoại cho em nha. Hoàn toàn tất cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship ạ. Được kiểm tra hàng thoải mái ạ. Được chuyên viên tư vấn 1m8 hoa hậu bên em tư vấn cho cánh chị của mình. Và nói về cái dàn tư vấn bên em thì ai cũng trên 1m8, đặc biệt là chị Tình. Xem phải chửi thối luôn. Chuyên viên bên em là toàn 1m8 trở lên. Chân người nào hồi nãy là dài tới nách luôn đó các anh chị. Thực sự tụi em là nhân viên like là không bằng đâu. Thiệt luôn, giọng nói ngọt như là mía. Anh chị nào mà muốn tư vấn thì để số nha. Hello chị Minh Hồng ạ. Chị hát bài Một Người Phải Suy Nghĩ đi. Biết chết liền luôn Phạm Môn ơi. Linh Hiếu, Linh Hiếu, Linh Hiếu. Dạ. Dáng em đi cả. Hứa rồi. Cái gì? Hứa là mình phải làm chứ đúng không anh chị? Thúy Nguyễn. Không bao giờ uống.
Uống cái gì? Ngoài kia bao nhiêu. Có collagen không em? Có luôn nha chị ơi. Collagen viên là 450 một hộp, chiết xuất từ tinh dầu hoa anh thảo và sữa ông chúa. Còn collagen sủi là 1,1 triệu một hộp. Anh ơi. Em biết rồi. Anh có muốn em bị nói anh mình. Nên triệu sắc. Giống em hôm nào, đừng giữ linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Giống em trong vòng tay, cùng tôi mãi luôn lưu đời sống này. Giống em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Sau nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng giữa nơi này ngóng chờ. Cần mua hàng, cần tư vấn thì để lại số điện thoại. Xin cảm ơn chị Lê Hiền, em cảm ơn. Kem chống nắng bên em là 290.000 một tiếp. 290.000 một tiếp kem chống nắng nha các anh chị. Các anh chị mua 2 là sẽ có quà nè. 290.000 là bên em sẽ miễn phí ship rồi, không có tính tiền ship cho mình và được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn. Hello Bồ Tát Nhí. Hello Bồ Tát Nhí nha. Tên Diệu Hiền đấy. Ồ, cái tên Diệu Hiền ha, cái tên đúng là tên rất là Diệu Hiền nhưng mà cái tánh không Diệu Hiền nha.